Cô chủ, má là má của con. Dù không sinh ra con, nhưng mà mười mấy năm má nuôi con khôn lớn, dạy con nên người. Mãi mãi con vẫn là con của má. Con không muốn xa má. Má đừng đi đâu hết má ơi. Nghe con nói những lời như vậy mới vui lắm, mới vui lắm. Ngọc Bích à, má xin lỗi. Má xin lỗi vì mười mấy năm trời má bắt con sống trong cảnh nghèo nàn cực khổ. Bây giờ má trả con về đúng chỗ của con. Ngọc Bích à, dù có ở đâu, má cũng chỉ cầu xin cho con một điều, lúc nào cũng sống vui vẻ hạnh phúc, nghe không? Bây giờ má đi tìm Đức Tiến, má sẽ đưa nó rời khỏi làng này. Con không cho má đi đâu hết. Má ở lại đây với con. Má Bích à. Chị Cúc à, dù Đức Tiến không phải là con ruột của tôi, nhưng tôi với nó là cha con mười mấy năm rồi. Đâu thể nào trong một phút giây mà trở thành xa lạ được. Dạ, ý ông chủ là... Ngọc Bích nói đúng, chị không cần đi đâu hết. Việc cần làm lúc này là mọi người đi tìm Đức Tiến về. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho chị và Đức Tiến. Dạ, xin đổi ơn ông chủ. Xin phép ông, tôi đi tìm Đức Tiến. Má, má cứ ở nhà đi. Việc tìm Đức Tiến cứ để con lo. Con à, con... Ba ơi, ba, ba ơi, ba ơi. Xảy ra chuyện gì nữa? Dạ, tất cả trang sức của con mất hết rồi ba. Còn tình chắc á, là bà Trang lấy á ba. Ba ơi, ba đi báo án liền đi ba. Không thể nào để cho bà Trang giọng được, trốn thoát dễ dàng như vậy được. Ba nghĩ không cần thiết đâu con. Ba đã tìm lại được em con, đó là hạnh phúc lớn của nhà mình. Lại nữa, ba má của bà Trang cũng là ngoại của Ngọc Bích, là người mà má hai con yêu quý. Ba sẽ không làm lớn chuyện này. Nhưng ba tin ông trời có mắt. Kẻ làm ác dù có thoát khỏi luật đời cũng không thể tránh được luật trời đâu con. Dạ ba. Ngọc Bích, Ngọc Bích. Ủa, Ngọc Bích đi đâu vậy? Anh Tâm, hôm qua tới nay á, anh có thấy Đức... À, không, anh có thấy cậu chủ Đức Tiến ở đâu không? Bộ cậu chủ gây chuyện gì nữa hả? Không phải. Thôi, tôi kể cho anh nghe sau nha. Bây giờ tôi phải đi tìm cậu chủ đã. Mà anh không thấy cậu chủ thiệt hả? À, tối hôm qua lúc đi soi cá, tôi thấy cậu chủ đi về hướng này nè, nhưng mà cũng không biết đi đâu nữa. Tôi cảm ơn anh nha. À, Ngọc Bích, à, hay tôi đi cùng Ngọc Bích nha. Mà Ngọc Bích nghĩ kỹ lại coi, coi cậu chủ thường hay tới chỗ nào. À, tôi nghĩ ra rồi, có thể là cậu chủ Đức Tiến ở đó. Anh đi theo tôi. À, cậu chủ nằm trên đó, cậu Bích vô đi, tôi về trước nha. Ừ. Từ tối hôm qua tới giờ, cả nhà đi tìm cậu khắp nơi. May là cậu ở đây á. Tìm tôi làm gì? Tôi có là cái gì trong nhà đó đâu. Tôi chỉ là một đứa ba giờ bằng xác tôi. Cô về đi. Cậu ngồi miết ở đây cũng đâu có giải quyết được gì. Cậu phải về nhà sắp xếp lại cuộc đời của cậu nữa chứ. Cuộc đời của tôi hả?
cuộc đời của tôi có cái gì mà để sắp xếp. Hết rồi, hết rồi, không còn cái gì nữa. Đứng lên, đứng lên, còn nghe tôi nói nè. Ở đó vẫn là gia đình của cậu, ba cậu, chị cậu vẫn đang mong cậu trở về. Quan trọng hơn hết là cậu phải về để con gặp má ruột của mình nữa chứ. Cô nói gì? Má ruột của tôi? Má ruột của tôi đã tới đó hả? Ừ. Đi, về, nhanh lên, về liền đi. Về. Ba, dì Lụa là má ruột của con hả ba? Má còn đó, má còn tên thật là Cúc. Má xin lỗi con, má xin lỗi con. Con không thể nào. Má, tôi không tin. Má, các người đang lừa tôi. Tôi không tin. Không thể nào là sự thật được. Tôi không tin. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Má. Đi nè. Má. Trên đời. Biển ơi. Trời nhân quả ngày sau. Ê, bà kia. Dạ, cậu chủ kêu tôi. Có tôi với bà ở đây à, tôi không kêu bà với tôi kêu ai hả? Dạ, dạ cậu chủ cứ dạy à. Bà có bị đuôi không? Bà không thấy tôi đang đứng đây sao mà bà quét cát đất trong chân tôi vậy hả? Dạ. Đi chỗ khác quét. Dạ, xin lỗi cậu. Cô không ăn đúng không? Cô không ăn thì nguyên ngày hôm nay cô nhịn đói cho tôi. Không ăn cơm một ngày thôi mà, có gì là lớn? Cả bà già kia cũng nhịn đói với tôi. Dạ thưa cậu. Bà kia, bà dọn phòng tôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Tôi có làm gì sai hả cậu? Ai cho bà đãi đồ của tôi lộn xộn vậy hả? Dạ, tôi chỉ sắp xếp lại cho nó gọn thôi mà. Sắp gọn cái gì bà con? Bà xếp vậy rồi sao tôi kiếm đồ của tôi hả? Dạ. Dạ tôi cấm bà nghe chưa? Từ nay về sau bà dọn phòng tôi, không được đụng vô đồ của tôi nghe chưa? Dạ dạ tôi xin lỗi cậu. Dạ dạ ớt đây cậu ba. Đi ra ngoài đi, bà thấy ghê quá à, nhìn mặt bà như ác quỷ á, sao tôi đúng nổi. Tôi không phải là người. Tôi không phải là con người. Tôi không phải là con người. Hành hạ bản thân mình không phải là cách để chuộc lỗi đâu cậu. Lên nhà nghe. Không, tôi không lên. Cô mặc kệ tôi đi, tôi không có muốn lên đâu. Anh không nghĩ tới má anh sao? Hay là anh ghê tởm gương mặt xấu xí của má anh? Đức Tiến à, con hãy tha lỗi cho má, hãy để cho má chăm sóc con, má sẽ bù đắp cho con, được không? Má. Đức Tiến. Má. Má tha tội cho con nha má. Con là đứa con bất hiếu của má. Má tha tội cho con nha má. Con gọi lại một lần nữa đi. Con gọi lại cho má nghe một lần nữa đi. Má.
Ba ơi, con là đứa con mất yêu của ba rồi ba. Con đang chết đó ba ơi. Ba tha tội cho con nha má. Con của ma, con không có tội gì hết á. Ma biết con là một đứa trẻ ngoan, ma biết mà, ma biết mà. Ma, đi vô đây má. Nghe lời má, vô đây má. À, vô đây má. Con muốn đi đâu con phải thưa với ông chủ một tiếng chứ. Tiến à, con định bỏ đi thật sao? Ba vẫn coi con là con trai của ba, nhà này vẫn là nhà của con kia mà. Tiến à, chị muốn em biết á, là cho dù chuyện có như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ là em của chị. Mọi người càng tốt với con, con càng thấy xấu hổ hơn. Từ trước tới nay, con chỉ là một đứa ngông cuồng hậm hĩnh. Con chưa bao giờ làm được điều gì tử tế hết. Ba, chị, Ngọc Bích, con xin được gửi má con ở lại đây. Con sẽ đi xa một thời gian để sám hối lỗi lầm, để sửa đổi chính mình. Con sẽ thay đổi và thành người tốt hơn, xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho con. Tới lúc đó con sẽ quay trở lại. Ba rất mong chờ anh trở lại. Má, con xin má hãy chờ con. Con sẽ sớm quay lại với má nha má. Con cứ làm những gì con thấy cần. Má tin con mà. Dạ. Thôi được, nếu con đã suy nghĩ chín chắn rồi thì ba cũng không ngăn cản con. Nhưng mà con với má con vừa mới trùng phục, con cũng cần ở bên má con một hai hôm rồi hãy đi nghe con. Dạ. Anh cứ giao việc này cho tôi, đừng có bận tâm gì hết. Năm xưa nếu như không nhờ vợ chồng anh giúp đỡ thì làm sao tôi có cơ nghiệp như ngày hôm nay chứ. Lần này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp. Gì mà ơn nghĩa với báo đáp chứ. Mình là bạn bè, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là đương nhiên thôi. Tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ông à, tôi đưa con trai con gái tới chào ông đây, dưới suối vàng. Ông thỏa lòng rồi phải không? Thank you.
Má, má ở nhà đang giữ gìn sức khỏe đợi con về nha má. Con sẽ sửa sang mộ của tía con tươm tất hơn. Con phải bảo trọng nghe không? Dạ. Một lần nữa tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Anh đừng lo gì cho má. Tôi chờ anh về. Dạ thưa má, con đi. Tôi đi nghe Ngọc. Cảm ơn cô. Ý trời ơi, nè, đây là nhà của tôi chứ không phải nơi để các người ăn xin đâu. Dạ. Làm ơn làm phước đi đâu cho khuất mắt đi. Tôi mà còn thấy một lần nào nữa là đừng có trách tôi nghe. Giờ giấy bẩn thỉu à. Sao mày vẫn sống nhẫn nhơ như vậy? Không, tao không cam tâm. Tao không cam tâm. Dạ mời ông. Từ từ vô nhà. Dạ. Anh đang ở đâu? Đã 2 năm rồi không có tin tức gì về anh, nhưng cả nhà đều tin anh đang gắng sức. Má mong anh nhiều lắm. Tôi cũng mong anh lắm. Anh biết không, thank you.
Cho tôi thêm một chút thời gian, một chút nữa thôi. Anh cứ coi sổ sách rồi cộng lại hết nha. Ừ nè, trễ lắm rồi, sao con chưa nghỉ? Dạ chú mới tới. Dạ con đang kiểm tra lại sổ sách làm xong rồi mới về chú. Làm việc thì tốt, nhưng con cũng cần phải nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc. Bữa nay cuối tuần con có quỳ ra ngoài cho khoai khỏa mà. Dạ con bỏ lỡ hết mười mấy năm cho việc chơi bời lêu lỏng rồi chú. Bây giờ con phải ráng sức để vớt vát lại được chút nào hay chút đó chứ chú. Bây giờ con đã khác với ngày xưa. Ngày chú gặp con không biết làm gì, cứ lơ ngơ lóng ngóng. Dạ. Bây giờ thì chú có thể yên tâm giao việc cho con mà đi chơi mấy tháng luôn. Dạ, mai mà hôm đó con gặp chú, được chú đưa về cưu mang dạy biểu mới có được ngày hôm nay. Mà chú ơi, con cứ thắc mắc hoài, không hiểu sao tự dưng lúc đó chú lại dám đưa một thằng cù bơ cù bất như con về nhà vậy chú. Chuyện này đơn giản thôi. Hồi đó chú đang cần người, gặp cái thằng lông bông như con, chú dắt về và hay việc, rồi chỉ tốn cơm thôi, không có tốn tiền. Tội gì mà chú không dắt về. Hả? Nè, chú cũng thắc mắc điều này. Dạ. Từ ngày có lương tới giờ á cũng 2-3 năm rồi, con cứ gửi cho chú cất hết, không xài mẻ một đồng nào. Nè, con tính cưới vợ phải không? Dạ, chuyện cưới vợ con không dám nghĩ tới đâu chú. Bây giờ con chỉ muốn để dành thật là nhiều tiền để lo cho má con có được cuộc sống đầy đủ, vui vẻ hơn. Con không muốn má con phải vất vả nữa. Được rồi, khi nào cần thì nói chú. Còn bây giờ chú đi dạo một vòng nghe. Thôi con nghỉ ngơi đi. Dạ. Anh à, anh không ở lại thêm với em một chút nào nữa được hay sao? Anh mà về em buồn lắm đó. Sư tử nhà anh đó, nó dữ lắm. Anh mà về trễ nó xé xác anh ra. Em cứ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhớ cưng. Đi ra đường mà không có tiền á, làm sao mà khuây khỏa được. Tiền nè, được chưa? Thương quá à. Thôi anh về nha. Dạ. Tạm biệt anh. Chạy theo chiếc xe đó. Dạ. Giờ thì anh có thể yên tâm không lo gì nữa. Cậu ấy thật sự là một thanh niên có ý chí, giàu nghị lực, nhưng cũng rất tình cảm. Tôi rất tự hào vì có một người học trò giỏi như cậu ấy. Dài hàng báo anh được rõ. Hy vọng nay mai sẽ là ngày đoàn tụ của gia đình anh thịnh phát kính thương. Em không biết có nhớ chị nhiều không nữa.
Nhưng chị thì nhớ cậu chủ nhiều lắm. Thấy sen đẹp quá, tôi hái định dân cúng bà chủ, mà sẵn gặp cô ở đây rồi, cô ba nhận giùm tôi nha. Cảm ơn anh nha, tôi mang ơn anh nhiều quá. Cô nói gì lạ vậy? Tôi với bà con dân làng ở đây mang ơn cô không hết. Từ hồi mà cô trở thành cô chủ, tá điền bọn tôi được nhờ nhiều lắm. Cô không kênh kiệu ỷ quyền ỷ thế, mà trái lại còn chia sẻ khó khăn với mọi người. Anh đừng nói vậy, tôi ngưỡng lắm. Những gì tôi làm có đáng gì đâu. Sẵn gặp cô ở đây, tôi muốn báo cô hay một chuyện. Ừ. Tôi sắp cưới vợ rồi. Hả? Anh cưới vợ? Chừng nào cưới? Mà anh cưới ai tôi biết không? Cuối mùa gặt này tôi cưới. Vợ tôi là Út Lành ở làng bên á, chắc cô biết mà. Biết, tôi biết mà. Lành vừa giỏi vừa lành, giống như cái tên của cổ vậy á. Hai người xứng đôi lắm. Tôi mừng cho anh. Ngày cưới của anh á, nhất định tôi sẽ qua phụ giúp. Thôi, được cô chúc phúc là may cho tôi lắm rồi. Còn chuyện phụ giúp á thì tôi không dám đâu. Hả? Để cô chủ như cô đụng tay vô á, tôi ngại lắm. Hả? Anh lại như vậy nữa rồi. Hả? Tôi đã nói là tụi mình là bạn bè, trước cũng vậy, giờ cũng vậy, không có thay đổi gì hết. Anh á mà còn phân biệt cô chủ gì đó này nọ, tôi giận anh luôn. Tôi xin lỗi. Vậy có phải được không? Ngọc Bích nè. Ừ? Cô là người tốt, chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Cậu Đức Tiến thương cô nhiều lắm, chắc cậu ấy sẽ quay về mà. Cô đừng lo nha. Để... Mày cả gan lắm. Mày dám quyến rũ chồng tao hả? Hôm nay tao cho mày biết tay. À, thì ra là bà lớn. Bà nhìn lại bà đi. Già rồi, nên ổng đi theo tôi là đúng. Biết điều thì ở yên trong nhà, tôi còn để cho ổng đi qua đi lại. Chứ còn cái kiểu cà chớn như vậy tôi bắt xác luôn cho biết. Mày, đồ khốn nạn. Mày đánh tao hả? Đồ đĩ thỏa, để coi mày còn lên mặt với tao được bao lâu. Mày tính hủy hoại tao hả? Mày ai vậy? Mày là ai? Tao là ai mày không nhận ra tao hả? Nhìn đi, nhìn kỹ đi. Mày nhận ra tao là ai chưa? Hả? Ông được. Đúng. Mày chưa chết hả? Tao khó chết lắm. Tao không dễ chết cho mày nghĩ đâu. Anh được ơi, anh được em lại anh mà. Em biết là em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi, em nông cạn. Em xin lỗi anh mà. Im đi. Đừng có nói cái gì hết. Những lời nói của mày bây giờ là vô nghĩa. Tao nói cho mày biết, tao tàn phế như ngày hôm nay là do mày. Tao không được bình thường thì mày cũng không được lành lặn. Anh ơi, cái anh gì? Ơi. Mày đừng năn nỉ tao. Mày cấm miệng lại đi. Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Anh. Đáng đời mày, con điếm đi tiện hèn hạ. Hahahaha.
Ngọc Quyết. Sao cậu đi lâu vậy hả? Con biết là tôi mong cậu lắm hay không hả? Tại sao vậy? Con biết là tôi mong cậu về lắm không? Anh xin lỗi. Con không biết phải dùng lời lẽ gì để mà nói lên lòng biết ơn của con đối với ông chủ và cả nhà. Ông chủ đã nuôi dạy con mười mấy năm dài, lại còn cưu mang má của con. Sao hôm nay con xin phép được đưa má con rời khỏi đây? Ba, cho dù sống ở nơi đâu thì má con sẽ luôn khắc ghi mang ơn ông chủ và gia đình này. Con cũng sẽ không bao giờ quên được nơi này. Chị hai, cô hai, tôi đội ơn cô Dượng đã chăm sóc má tôi suốt thời gian qua. Hai năm qua tôi đã rất cố gắng làm việc, tôi có dành dụm được một số tiền. Tôi xin gửi lại cô, gọi là... Đức Tiến, em làm sao vậy? Chị không muốn nghe em gọi hai tiếng cô hai xa lạ đó. Em là em của chị, trước sau không bao giờ thay đổi. Má của em cũng là má của Ngọc Bích, cũng là người thân của chị. Chăm sóc cho má em là việc mà chị cần làm. Em đừng có bận tâm về điều đó. Mời chị ngồi xuống. Má, dạ. Ngồi xuống đi má. Hai năm qua, ba luôn theo dõi từng bước trưởng thành của con. Ủa ba, vậy là ba biết anh Tiến làm gì, ở đâu? Sao ba không cho mọi người hay? Ba cần phải làm vậy thì mới xác định được nhiều điều. Chị Cúc à? Dạ. Nhân không khí đoàn tụ vui vẻ này, tôi muốn thưa với chị một chuyện. Dạ, ông chủ cứ biểu. Như đã có lần chúng ta nói chuyện, cả tôi và chị đều yêu thương đứa con không mang huyết thống của mình. Dạ. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng tôi không thể rời xa con trai của tôi là Đức Tiến. Cũng như Ngọc Bích, con gái tôi, nó cũng không thể rời xa chị. Có đúng không con? Âu có lẽ kiếp trước hai gia đình chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt gì đó, cho nên kiếp này mới khiến xui cho hai đứa nhỏ bị tráo đổi. Thôi bây giờ tôi tính vậy, tôi sẽ gả Ngọc Bích cho Đức Tiến. Chị và Đức Tiến có đồng ý không? Dạ tôi đội ơn ông chủ, nhưng mà thân phận má con tôi. Vậy là tốt quá rồi. Từ nay con sẽ yên tâm ở bên nhà chồng. Chị đã có hai đứa em này lo lắng cho ba rồi. Thật ra tối hôm qua chồng con cũng có nói ý này. Rất tiếc là hôm nay anh có việc nên đành vắng mặt. Nhưng mà anh có nhờ con chuyển lời tới ba và Đức Tiến là vợ chồng con sẽ chuyển lại cho Đức Tiến toàn bộ số tài sản mà ba đã chia cho. Chị hai à, em... Em đừng có cãi chị. Vợ chồng chị đã tính toán kỹ càng rồi. Ba à, không phải là vợ chồng con chê không nhận số tài sản mà ba cho, nhưng chồng con anh nói là đủ sức lo cho con. Để phần đó lại
mà phụ cho Đức Tiến và Ngọc Bích lo hương quả ông bà. Ba đồng ý nghe ba. Ba đã cho vợ chồng con rồi thì vợ chồng con có quyền quyết định, ba không có ý kiến gì đâu. Dạ con cảm ơn ba. Ủa mà ba. Sao con? Nãy giờ ba chưa có hỏi ý kiến hai người này á nha. Hai người đó mới là chính đó. Ngọc Bích, Đức Tiến, hai con có đồng ý với đề nghị của ba không? Thưa ba, nếu ba và Ngọc Bích không chê con xin hứa sẽ hết lòng yêu thương Ngọc Bích và bù đắp thật nhiều cho Ngọc Bích. Còn con thì sao Ngọc Bích? Con em thấy có mệt không? Không. Để tay lên uống nước nè hai đứa. Má. Dạ má. Lên đi con. Từ từ coi chừng té. Má. Nè. Má, sao má không ở nhà nghỉ đi, má ra đây chi vậy? Má đem nước cho tụi con uống mà. Dạ. Má. Má để cho con được nhìn má đi. Con không muốn má che mặt lại khi má gặp con nữa. Nhưng mà má xấu xí lắm. Không có đâu má. Con nhìn thấy vẻ đẹp của má từ bên trong vết sẹo này. Má là má của con. Cho dù mặt mũi của má như thế nào thì với con má cũng rất là đẹp. Ừ. Má hứa với con nha má, từ nay gặp con má đừng có che mặt lại nữa nha. Được rồi, má hứa. Con cũng giống như anh Tiến. Dù má có như thế nào vẫn luôn đẹp trong mắt của con. Nhưng mà con có một ước mơ, rồi đây sẽ có một phép màu nào đó trả lại cho má con gương mặt xinh đẹp như ngày xưa, để anh Tiến biết má của mình xinh đẹp đến mức nào, để mỗi khi ra đường má không phải tủi thân giấu mặt nữa. Anh Tiến à, trên đời này phép màu vẫn có thể xảy ra mà, đúng không anh? Phải. Vẫn có phép màu. Má hứa với con nha má. Ừ, má hứa mà. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, xin ông bà rủ lòng thuốc bố thí cho kẻ nghèo khổ bận hàng, dạy xu dạy cắt. Gửi con. Dạ cảm ơn. Đời như một dòng sông, lại bà đổ ra biển cả, xin rủ lòng thương bố thí cho kẻ nghèo khổ bận hàng dài rồi đây dài cắt. Dạ cảm ơn. Là tưởng đâu bà đã về quê Hưng Phước, ai về một vật già ở đây? Ai vậy? Ông là ai? Nè, khoan đã. Gặp lại cô nhân, sao vội vàng bỏ đi như vậy? Bà không có gì để nói hay sao? Tôi còn biết nói gì nữa. Bà không quán trách tôi sao? Quán trách?
Có chứ. Ngày nào tôi cũng oán trách. Nhưng là oán trách chính bản thân mình. Nếu tôi đừng tham lam, đừng ích kỷ, thì có lẽ giờ đây cả tôi lẫn ông sẽ có một cuộc sống khác. Âu cũng là quả báo. Quả báo mà. Quả báo. Đúng là quả báo. Quả báo. Cả tôi và bà đều sống không bằng chết. Ngài sao.